Thưa quý vị, Nam Bộ đã chính thức bước vào mùa mưa. Các cơn mưa thường xuất hiện vào buổi chiều tối, đúng giờ tan tầm. Ngược lại, từ sáng đến trưa thì lại thường rất nắng nóng, oi bức và tạo cảm giác khó chịu. Chuyên gia thời tiết dự báo vì biến đổi khí hậu, mùa mưa năm nay Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều cơn mưa lớn gây ngập diện rộng. Ngoài ra thì cũng có hai đợt hạn bà chằn xuất hiện trong mùa mưa. Theo đó, mặc dù vào mùa mưa nhưng từ sáng đến trưa, thành phố Hồ Chí Minh, Nam Bộ thường nắng nóng oi bức là hiện tượng bình thường. Theo chuyên gia, đặc điểm mưa của miền Nam là mưa dông nhiệt, có nghĩa là ban ngày mặt đất nóng lên bởi bức xạ mặt trời, hơi nước bốc lên nhanh rồi lên các tầng cao của khí quyển hình thành mây. Do vậy, mưa thường xuất hiện vào buổi chiều. Nam Bộ thường sáng nắng, chiều mưa là do gió mùa Tây Nam đưa hơi ẩm từ các vùng biển Ấn Độ Dương, Vịnh Thái Lan, phía Nam của Biển Đông. Đặc điểm của mùa mưa mà người dân dễ cảm nhận nhất là trước khi vào cơn mưa trời rất oi, nhiệt độ không quá cao nhưng oi bức khó chịu. Dù nhiệt độ không quá gay gắt nhưng người dân luôn cảm thấy khó chịu. Hạn bà chằn là từ ngữ dân gian chỉ hiện tượng giữa mùa mưa bỗng nhiên mưa giảm hẳn đi rồi nắng, oi nóng trở lại. Sau những ngày này thì có khả năng xuất hiện dông sét, lốc xoáy. Chuyên gia cho biết mùa mưa năm nay người dân thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ cần lưu ý sẽ có những cơn mưa to. Thông thường mưa sẽ xuất hiện vào liên tiếp 2-3 buổi chiều, sau đó giảm, nơi khác lại tăng.